kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang quan tâm theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ năm ngày 22 tháng 2, chương trình có các nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thăm các doanh nghiệp đầu năm. Ngư dân cửa Tùng vươn khơi đón lộc biển. Duy trì sáng kiến dân chấm điểm M-score. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm, động viên cán bộ nhân viên người lao động công ty dệt may Hòa Thọ và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại số 1 Đoàn Luyến. Tại những nơi này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần lao động khẩn trương, bắt tay ngay vào công việc sau kỳ nghỉ Tết theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Đức Chính đã đến thăm công ty may Hòa Thọ Đông Hà. Sau 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay công ty có tổng số 29 chuyền máy, giải quyết việc làm cho gần 2.000 lao động. Trong năm 2017, tổng doanh thu gia công của công ty đạt trên 180 tỷ đồng, vượt 6,4% kế hoạch giao, nộp ngân sách nhà nước trên 16 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chính cho rằng công ty may Hòa Thọ là công ty may lớn nhất tỉnh Quảng Trị, là một trong những đơn vị có đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước và góp phần giải quyết việc làm, an sinh xã hội ở địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý ban lãnh đạo công ty cần quan tâm và làm tốt hơn nữa trong việc chăm lo đời sống cho công nhân, tuân thủ nghiêm các quy định phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng chí cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, nhân viên, người lao động công ty, chúc công ty ngày càng hoạt động hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại số 1 Đoàn Luyến, đồng chí Nguyễn Đức Chính đã được nghe doanh nghiệp báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trong năm 2017, công ty có tổng doanh thu là 245 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 2 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 450 lao động. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chính ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của doanh nghiệp trong thời gian qua, gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại số 1 Đoàn Luyến. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chính tin tưởng doanh nghiệp sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành công mới trong năm 2018. Cũng sáng nay, đồng chí Mai Thức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với phòng khám đa khoa khu vực Bồ Bản về tình hình khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và tiến độ xây dựng công trình phòng khám đa khoa khu vực Bồ Bản, huyện Triệu Phong. Phòng khám đa khoa khu vực Bồ Bản có chức năng sơ cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân 6 xã vùng ven phía đông của huyện với dân số gần 50.000 người. Trong dịp Tết Nguyên đán, tình hình cấp cứu khám chữa bệnh của đơn vị đảm bảo an toàn, góp phần giúp người dân yên tâm điều trị. Trong 7 ngày nghỉ Tết, phòng khám đa khoa khu vực Bồ Bản đã khám điều trị cho 147 bệnh nhân. Với tiến độ xây dựng phòng khám đa khoa, giai đoạn 1 xây dựng nhà điều trị nội trú và khám chữa bệnh bằng đông y và sẽ đưa vào sử dụng vào đầu quý 3 năm 2018 nhằm phục vụ khám chữa bệnh cho người dân, sau đó sẽ xây dựng các hạng mục còn lại. Đồng chí Mai Thức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực của cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong, phòng khám đa khoa khu vực Bồ Bản trong việc khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, điều trị, khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn trong thời gian qua, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Đồng chí cũng mong muốn đội ngũ cán bộ y bác sĩ của phòng khám đa khoa khu vực Bồ Bản tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy năng lực và trách nhiệm của mình, nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc, phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn. Nhân dịp này, đồng chí Mai Thức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Sở Y tế đã tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực Bồ Bản. Hôm nay, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi kiểm tra và làm việc với các lực lượng chức năng tại hai cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lai về tình hình triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đồng chí Nguyễn Quân Chính cho biết, năm 2018, lãnh đạo tỉnh rất kỳ vọng về một năm xuất nhập khẩu qua hai cửa khẩu có nhiều khởi sắc, trong đó dự báo có nhiều mặt hàng mới sẽ gia tăng tỷ trọng xuất nhập khẩu. Đồng chí đánh giá cao các lực lượng trong việc triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán và yêu cầu trong thời gian tới, các lực lượng chức năng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ. Trong đó tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng một cách chặt chẽ, đồng thời tăng lực lượng phục vụ trong những ngày cao điểm, tiếp tục nâng cao chất lượng, thái độ, tác phong chính quy trong thực hiện các nhiệm vụ nhằm phục vụ tốt cho các doanh nghiệp, người dân và du khách. Theo báo cáo,
trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các lực lượng đã tăng cường phối hợp, triển khai các nhiệm vụ nhằm đảm bảo các hoạt động tại khu vực cửa khẩu diễn ra thông suốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới được giữ vững an toàn tuyệt đối. Trong 2 tháng đầu năm 2018, số lượng người và phương tiện xuất nhập khẩu qua hai cửa khẩu tăng mạnh, trong đó cửa khẩu quốc tế La Lai tăng 57%, cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tăng 20%. Theo dự báo, sau những ngày đón Tết cổ truyền của dân tộc, số lượng kiều bào xuất cảnh sẽ tăng trở lại. Bên cạnh đó, một số mặt hàng mới sẽ nhập khẩu vào nước ta với số lượng lớn như than đá, các loại nông sản như chanh leo, chuối, sắn các loại, ớt. Chính vì vậy, các lực lượng chức năng đã xây dựng các phương án nhằm tạo điều kiện cho việc thông quan người và phương tiện, các loại hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu thuận lợi. Sáng nay, đồng chí Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã đi kiểm tra thực địa các điểm sạt lở tại các địa bàn xung yếu. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương. Đoàn đã đi khảo sát thực địa tại xã Triều Long, huyện Triều Phong, xã Hải Lề và khu vực cầu Ba Bến, thị xã Quảng Trị. Kết quả cho thấy đây là những điểm nằm dọc bờ sông do nhiều nguyên nhân trong những năm qua đã xảy ra tình trạng sạt lở. Một số nơi đã gây ảnh hưởng đến nhà cửa, đất đai, vườn tược, đình chùa và các công trình phúc lợi. Theo báo cáo của các ngành chức năng, dọc hai bên bờ các con sông Thạch Hãn, Bến Hải, sông Hiếu, sông Nhùng và dọc bờ biển ở tỉnh Quảng Trị đã và đang có nhiều nơi bị sạt lở, nhưng việc khắc phục gặp không ít khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là thiếu vốn. Trên cơ sở kiểm tra thực tế và trao đổi với các ngành, các địa phương, đồng chí Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hiện tượng sạt lở bờ sông, bờ biển ở tỉnh Quảng Trị trong những năm qua có những diễn biến phức tạp, tốc độ sói lở nhanh hơn và hướng sạt lở thường xuyên thay đổi, uy hiếp đến tính mạng con người, tài sản, cả công trình hạ tầng kinh tế và di tích lịch sử văn hóa. Do đó, tỉnh đề nghị cần làm tốt công tác quản lý quy hoạch, tuyên truyền nâng cao ý thức cho cộng đồng dân cư và năng lực của các cấp chính quyền. Bên cạnh đó, tính toán di dời dân cư ở những điểm đặc biệt nguy hiểm cũng như tranh thủ các nguồn lực để xây dựng các công trình phòng chống sạt lở. Trước mắt cần lắp đặt hệ thống biển báo nguy hiểm và nghiêm cấm các hoạt động diễn ra ở các điểm sạt lở. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, sáng nay đã đến thăm kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Thành ủy Đông Hà Hồ Thị Thu Hằng đã nghe các đơn vị báo cáo về tình hình sản xuất năm 2017 và những tháng đầu năm 2018. Biểu dương những kết quả mà các đơn vị doanh nghiệp đạt được trong năm 2017, lãnh đạo Thành ủy Đông Hà mong muốn năm 2018, các đơn vị doanh nghiệp đoàn kết, nỗ lực vươn lên, nắm bắt cơ hội đầu tư, tìm kiếm các ngành nghề mới, mở rộng quy mô sản xuất, tạo ra được nhiều sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao. Tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà đang thực hiện kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường sau Tết, đồng chí Bí thư Thành ủy Hồ Thị Thu Hằng biểu dương những kết quả mà các đơn vị đạt được trong năm 2017, đồng thời động viên cán bộ công nhân viên lao động đang ngày đêm thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trong khu dân cư, đường phố, các chợ, địa điểm, diễn ra các sự kiện quan trọng của thành phố, đảm bảo không để tồn đọng rác qua đêm, góp một phần công sức vào việc giữ gìn thành phố xanh sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày nghỉ Tết, ngư dân thị trấn Cửa Tùng đã vươn khơi đánh bắt hải sản. Những chiếc thuyền cập bến sáng nay đầy ắp cá tôm đã đem lại niềm vui và phấn khởi đầu năm cho bà con ngư dân. Để chuyến đi biển bội thu, trước khi xuất hành, ngư lưới cụ, nhu yếu phẩm, nhiên liệu luôn được các ngư dân tích cực chuẩn bị. Sau các nghi lễ cần thiết, khoảng 4 giờ chiều, bà con ngư dân nhổ neo hướng thuyền ra biển cả. Mặc dù biển còn đồng, việc đi biển còn khó khăn, nhưng những chuyến biển đầu năm, họ luôn mang theo niềm tin mới với hy vọng lọc biển sẽ đầy khoang khi trở về. Chúng tôi một lần ra khơi thì chúng tôi là rất kỳ vọng vào những chuyến ra khơi đi biển. Như vậy, chúng tôi cũng mong muốn toàn thể ngư dân thị trấn Cửa Tùng là xuất quân được là thật nhiều sản lượng và thu nhập cao. Và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong buổi ra quân của đầu năm mới. Sau một đêm lao động trên biển, 6 giờ sáng thuyền nối đuôi cập bến. Nhiều bà con và thương lái đã tập trung tại cảng cá Cửa Tùng để đón thuyền và thu mua cá. Những ngày đầu năm là thời điểm cá cơm, cá lẹp xuất hiện khá dày. Ngư dân nơi đây đến bắt chủ yếu hai loài cá này. Cá được khai thác bằng phương pháp pha súc.
Cá được đánh bắt trong đêm và thuyền cập bến chỉ sau vài giờ thu lưới nên đảm bảo được đồ tươi ngon. Hiện tại cá lẹp được ngư dân bán ra tại bến với giá 7.000 đồng 1 kg. Bình quân mỗi đội thuyền đánh bắt được gần 4 tấn một ngày. Thuyền cao nhất đạt 7 tấn một ngày. Những ngày đi biển đầu năm, riêng tổng sản lượng cá lẹp, ngư dân Cửa Tùng đánh bắt được đạt trên 70 tấn. Cuối năm 2017, nhân dân Cửa Tùng rất mất mùa, nhưng mà qua cái đầu năm mới của 2018, nhân dân Cửa Tùng chúng tôi rất phấn khởi, được mùa, nhất là được mùa con cá lẹp, con cá trích. Khả năng là vụ năm tới đây nhân dân Cửa Tùng rất là phấn khởi và gặp nhiều may mắn. Trong năm mới này, về phía Ủy ban nhân dân thị trấn Cửa Tùng sẽ tiếp tục động viên bà con ngư dân của thị trấn Cửa Tùng tiếp tục chuyển đổi nghề nghiệp từ khai thác tầng đáy lên khai thác tầng nổi, và chuyển từ cái vùng khai thác ven bờ ra vùng trung bờ và xa bờ để đảm bảo cái sản lượng khai thác của năm 2018 đạt là 1.000 tấn theo nghị quyết của Đảng bộ và Hội đồng nhân dân thị trấn đưa ra. Hiện tại thị trấn Cửa Tùng có trên 170 thuyền đang vào vụ đánh bắt hải sản đầu năm, trong đó có 13 thuyền với công suất 140 mã lực đánh bắt cá lẹp, cá cơm. Theo kinh nghiệm của bà con ngư dân, việc cá lẹp, cá cơm xuất hiện sớm là dấu hiệu của một năm được mùa. Điều quan trọng hơn, vùng biển nơi đây đã hồi sinh sau sự cố môi trường. Không chỉ vậy, bội thu hải sản đầu năm còn mang về nguồn thu lớn, niềm vui mới để những ngư dân thị trấn Cửa Tùng vững tâm tiếp tục vươn khơi đánh bắt tốt hơn trong vụ mùa mới. Trong thời gian qua, sáng kiến dân chấm điểm M-Score đã nhận được sự thống nhất, đồng tình ủng hộ của lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh, được Trung ương ghi nhận và đánh giá cao. Để tiếp tục duy trì sáng kiến này, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến xây dựng đề án duy trì sáng kiến dân chấm điểm M-Score tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện giai đoạn 2018-2021. Sáng kiến dân chấm điểm M-Score được chính thức khởi động vào ngày 24 tháng 12 năm 2014 tại tỉnh Quảng Trị. Sáng kiến được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân trong đánh giá, chấm điểm đội ngũ cán bộ công chức thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp huyện. Thì qua theo dõi giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa thì cũng xin để có một số kiến nghị. Đó là sớm xây dựng hệ thống phần mềm tác nghiệp tích hợp vào hệ thống một cửa để giải quyết thủ tục để số hóa thủ tục hành chính nhằm tiết kiệm thời gian luân chuyển hồ sơ, tiết kiệm chi phí lưu trữ và theo dõi hồ sơ được tốt hơn. Khảo sát cho thấy, tại thời điểm tháng 10 năm 2014, điểm số trung bình người dân chấm cho mức độ hài lòng chung là 7,5 điểm, thì con số này đã tăng lên từ 8 đến 8,3 điểm năm 2017, đánh giá trên thang điểm 9. Để duy trì thực hiện sáng kiến này, bên cạnh duy trì các mục tiêu chung của sáng kiến, trong đó chủ trọng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đúng quy trình thủ tục. Các mục tiêu cụ thể được đặt ra, như 90% người dân tham gia đánh giá, mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp đạt trên 80%, 100% cá nhân tổ chức được tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn cụ thể khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính công, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại. 100% các thủ tục hành chính có liên quan đến bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và các cơ quan, ban ngành cùng tham gia giải quyết trên cơ chế liên thông. Trong thời gian sắp tới, Opham sẽ giảm tại việc đầu tư về văn phòng một cửa, chuyển sang cho lĩnh vực y tế. Với lĩnh vực văn phòng một cửa, chúng tôi sẽ quan tâm tiếp tục thực hiện đề án này bằng các giải pháp như sau. Một là khẳng định và đánh giá cao kết quả vừa rồi mà dự án đã triển khai tại Quảng Trị chúng ta, đồng thời là phối hợp tích cực với các huyện thị trong việc triển khai nâng cao sâu rộng đề án này và tăng tính chủ động của chính quyền địa phương cũng như văn phòng một cửa trong việc
triển khai đề án này tại các địa phương. Thành công của áp dụng sáng kiến dân chấm điểm M-Score trong thời gian qua đã thực sự thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phát huy dân chủ trực tiếp của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh. Sau lĩnh vực đất đai, sáng kiến đã được nhân rộng ra lĩnh vực y tế, giáo dục và áp dụng rộng rãi trên phạm vi toàn tỉnh. Xung quanh việc tiếp tục duy trì sáng kiến dân chấm điểm M-Score giai đoạn 2018-2021, chúng tôi sẽ đề cập rõ hơn trong chuyên mục đại biểu dân cử với cử tri phát sóng vào lúc 19h45 thứ Sáu ngày 23 tháng 2 trên sóng QRTV. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức khác. Sáng nay, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công ty Cổ phần Minh Hưng đã tổ chức trao học bổng đỡ đầu dài hạn cho 4 sinh viên nghèo vượt khó học giỏi nhân dịp đầu xuân mới. Từ sự kêu gọi vận động của tổ chức cá nhân hảo tâm trên địa bàn tỉnh, nhân dịp đầu năm mới, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và Công ty Cổ phần Minh Hưng đã tiến hành trao 4 suất học bổng đỡ đầu dài hạn cho 4 em sinh viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện cho đến khi các em tốt nghiệp ra trường. Mỗi năm, mỗi em được nhận 6 triệu đồng, giúp các em có thêm điều kiện để trang trải chi phí học tập. Trong không khí ấm áp đầu xuân mới, làng Nài Cửu, xã Triều Đông, huyện Triều Phong tổ chức lễ xuân thủ truyền thống, đồng thời phát thưởng khuyến học và trao giải thưởng Võ Tử Văn cho các em học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc tế. Tại buổi lễ, 57 em học sinh, sinh viên là con em của làng Nại Cửu đã đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và rèn luyện, đã được vinh danh và trao thưởng. Đặc biệt, trong đó có 40 em đỗ đại học chính quy điểm cao, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, hoàn thành chương trình thạc sĩ, tiến sĩ, đã vinh dự được làng trao giải thưởng Võ Tử Văn, giải thưởng cao quý dành cho các học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Đến đây, chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.